cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên vừa mở hồ sơ đăng ký thực hiện dự án khu đô thị mới Sen Hồ. Theo đó, đến ngày 27 tháng 8 năm 2024, ngày cuối cùng nhận hồ sơ, chỉ có duy nhất Công ty Cổ phần Phát triển Bất động sản Mỹ Hào nộp hồ sơ đăng ký thực hiện dự án. Trước đó, dự án được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Hưng Yên phát thông báo tìm nhà đầu tư vào đầu tháng 7 năm 2024 với tổng diện tích sử dụng đất là hơn 62 ha, tổng mức đầu tư 6.956 tỷ đồng. Dự án khu đô thị Sen Hồ, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên, dự án có tổng mức đầu tư gần 7.000 tỷ đồng tại phường Nhân Hòa, thị xã Mỹ Hào, tỉnh Hưng Yên. Thời hạn hoạt động của dự án 50 năm kể từ ngày nhà đầu tư được cấp văn bản chấp thuận nhà đầu tư. Tiến độ đầu tư 84 tháng, tương đương với 7 năm kể từ ngày được chấp thuận nhà đầu tư. Dự án có diện tích sử dụng đất 62,6 ha, quy mô dân số khoảng 12.000 người. Quy mô dự án gồm xây dựng nhà ở liền kề diện tích 15,05 ha, dự kiến 1.173 căn, xây dựng nhà ở biệt thự diện tích 8,99 ha với 254 căn, 3 tòa công trình hỗn hợp kết hợp thương mại dịch vụ văn phòng với diện tích 3,01 ha. Cùng với đó, dự án dự kiến quỹ đất xây nhà ở xã hội dạng chung cư trên khuôn viên khu đất 4,38 ha với 952 căn nhà ở xã hội. Ngoài ra, dự án có quỹ đất xây dựng công trình thương mại dịch vụ có diện tích 2,39 ha, đất công trình công cộng y tế là 1,66 ha, đất giáo dục là 3,15 ha. Hiện trạng khu đất chưa thực hiện giải phóng mặt bằng. Để thực hiện dự án này, nhà đầu tư phải có vốn sở hữu tối thiểu 1.043 tỷ đồng. Bên cạnh đó, nhà đầu tư phải là nhà đầu tư góp vốn chủ sở hữu đã hoàn thành hoặc hoàn thành phần lớn trong vòng 7 năm trở lại đây đối với ít nhất một dự án có mức đầu tư tối thiểu là 4.137 tỷ đồng và đã góp vốn chủ sở hữu tối thiểu 626 tỷ đồng hoặc là nhà thầu chính xây lắp ít nhất một dự án trong lĩnh vực khu đô thị có giá trị tối thiểu 2.824 tỷ đồng trong vòng 5 năm trở lại đây. Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, tỉnh Hưng Yên vừa công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đường tránh DT376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi. Ngày 15 tháng 11 năm 2023, Hội đồng nhân dân tỉnh Hưng Yên đã phê duyệt chủ trương đầu tư dự án đường tránh DT376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi. Đây là dự án nhóm B, tổng mức đầu tư hơn 494 tỷ đồng. Dự án có điểm đầu giao với DT376 đoạn km 9, điểm cuối giao với đường Vân Du Phù Ủng, đoạn thôn Tòng Cổ, xã Vân Du. Theo quy hoạch, tuyến đường tránh DT376 giao với đường 39A, tuy nhiên trong dự án được phê duyệt, tuyến này xây dựng nhánh nối đi qua thôn Lộc, xã Trung Hòa, kết nối đường 376. Đây là tuyến đường nhằm giảm tải áp lực giao thông trên tuyến DT376 qua địa phận các xã Trung Hòa, Tân Việt. Tuyến cũng nằm kết nối các khu công nghiệp của Hưng Yên như khu công nghiệp Yên Mỹ, Bãi Sậy trong tương lai. Tuyến đường tránh DT376 có cầu vượt sông Bắc Hưng Hải, cầu đi qua một số nhà dân thuộc xã Trung Hòa. Tháng 7 vừa qua, Ủy ban nhân dân huyện Yên Mỹ, Hưng Yên đã công khai kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án đường tránh DT376 đoạn qua huyện Yên Mỹ và Ân Thi. Kế hoạch lựa chọn nhà thầu thực hiện dự án gồm 14 gói thầu, trong đó có 12 gói thầu tư vấn, 1 gói thầu xây lắp và 1 gói thầu dịch vụ phi tư vấn. Thời gian tổ chức lựa chọn nhà thầu từ quý 3 năm 2024 đến quý 2 năm 2025. Trong đó, gói thầu số 12 thi công xây dựng công trình và đảm bảo an toàn giao thông, giá gói thầu 302,365 tỷ đồng sẽ được tổ chức đấu thầu rộng rãi theo phương thức một giai đoạn một túi hồ sơ. Từ sông Bắc Hưng Hải, tuyến đường tránh đi qua DT382 và hướng về xã Vân Du. Đây là tuyến đường đi song song với DT376. Tuyến kết thúc khi giao với đường Vân Du Phù Ủng theo kế hoạch. Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà đã ký quyết định số 891 QĐ-TTg ngày 22 tháng 8 năm 2024 phê duyệt quy hoạch hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050. Theo quy hoạch, đến năm 2030, 5 đô thị trực thuộc Trung ương gồm thủ đô Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh sẽ là đô thị loại đặc biệt, Hải Phòng, Cần Thơ, Đà Nẵng sẽ là đô thị loại 1. 8 tỉnh định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương gồm Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương, Bình Dương
dự kiến đến năm 2030 là đô thị loại 1. Đặc biệt, 4 trên 8 địa phương được định hướng lên thành phố trực thuộc Trung ương đều nằm ở khu vực miền Bắc. Quy hoạch ban hành danh mục 42 đô thị loại 1, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có 11 đô thị, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 5 đô thị, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có 7 đô thị, vùng Tây Nguyên có 3 đô thị, vùng Đông Nam Nam Bộ có 5 đô thị, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 11 đô thị. Có 50 đô thị loại 2, trong đó vùng đồng bằng sông Hồng có 10 đô thị, vùng Trung Du và miền núi phía Bắc có 11 đô thị, vùng Bắc Trung Bộ và Duyên Hải miền Trung có 11 đô thị, vùng Tây Nguyên có 3 đô thị, vùng Đông Nam Bộ có 8 đô thị, vùng đồng bằng sông Cửu Long có 7 đô thị. Quảng Ninh là một tỉnh ven biển thuộc vùng Đông Bắc Bộ với chiều dài đường bờ biển là 255,9 km. Theo quy hoạch phát triển kinh tế, Quảng Ninh vừa thuộc vùng kinh tế trọng điểm phía Bắc, vừa thuộc vùng Duyên Hải Bắc Bộ. Theo quy hoạch thời kỳ 2021-2030 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, đến năm 2025, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 13 đơn vị hành chính với 13 đô thị. Đến năm 2030, tỉnh Quảng Ninh sẽ có 12 đơn vị hành chính với tỷ lệ đô thị hóa trên 75%. Theo định hướng phát triển, trước năm 2030, tỉnh Quảng Ninh phấn đấu trở thành thành phố trực thuộc Trung ương với mô hình riêng. Cụ thể, khi lên thành phố trực thuộc Trung ương, Quảng Ninh sẽ không hình thành các quận, thay vào đó, địa phương sẽ hình thành vùng nội thị, bao gồm các thành phố trong thành phố. Các thành phố này sẽ được liên kết với nhau bằng hệ thống hạ tầng kỹ thuật tiên tiến như hệ thống giao thông công cộng, đô thị hạ tầng, kỹ thuật thông tin truyền thông. Theo quy hoạch tỉnh Ninh Bình thời kỳ 2021-2030 và tầm nhìn đến năm 2050, tỉnh Ninh Bình đặt mục tiêu đến năm 2030 trở thành tỉnh khá và cơ bản đạt tiêu chí thành phố trực thuộc Trung ương. Đến trước năm 2035, tỉnh sẽ xây dựng nền tảng vững chắc để trở thành thành phố trực thuộc Trung ương, đồng thời là cực tăng trưởng của các tỉnh phía Nam đồng bằng sông Hồng với tốc độ tăng trưởng GDP bình quân thời kỳ 2021-2030 đạt 9,2% và GDP bình quân đầu người khoảng 200 triệu đồng. Tầm nhìn đến năm 2050, Ninh Bình sẽ trở thành thành phố trực thuộc Trung ương văn minh hiện đại theo tính chất đô thị di sản thiên nhiên kỷ, hội nhập sâu rộng vào mạng lưới đô thị di sản mang danh hiệu UNESCO trên thế giới. Qua rà soát, quy hoạch đưa ra phương án sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện và xã trong giai đoạn 2023-2025. Đối với đơn vị hành chính cấp huyện Hoa Lư sẽ thuộc diện sắp xếp. Ngoài ra, hai đơn vị hành chính cấp huyện khác là thành phố Ninh Bình và huyện Gia Viễn sẽ có điều chỉnh địa giới. Đối với đơn vị hành chính cấp xã, 34 đơn vị, 29 xã, 2 phường, 3 thị trấn sẽ được sắp xếp, trong đó 22 đơn vị thực hiện giai đoạn 2023-2025 và 12 đơn vị không sắp xếp do yếu tố đặc thù. 3 đơn vị đạt tiêu chuẩn theo quy định sẽ được khuyến khích sắp xếp và 11 đơn vị sẽ được điều chỉnh địa giới khi thực hiện phương án sắp xếp. Theo quy định hệ thống đô thị và nông thôn thời kỳ 2021-2030 tầm nhìn đến năm 2050 vừa được Phó Thủ tướng Trần Hồng Hà phê duyệt, Hải Dương sẽ là một trong 8 tỉnh được định hướng trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Cụ thể, 8 tỉnh này bao gồm Thừa Thiên Huế, Khánh Hòa, Bắc Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Quảng Ninh, Ninh Bình, Hải Dương và Bình Dương. Theo dự kiến, đến năm 2030, các tỉnh này sẽ đạt tiêu chí đô thị loại 1. Hải Dương nằm ở vùng đồng bằng sông Hồng, đã đạt mức tăng trưởng 10% trong 6 tháng đầu năm 2024. Trong đó, ngành công nghiệp tiếp tục giữ vai trò mũi nhọn với mức tăng trưởng 14,31%, đóng góp 7,04 điểm phần trăm vào tăng trưởng chung. Tính đến nửa đầu năm 2024, Hải Dương xếp thứ 7 trên 63 tỉnh thành phố về tăng trưởng kinh tế và đứng thứ 3 trên 11 tỉnh trong vùng đồng bằng sông Hồng. Thu nhập bình quân đầu người của tỉnh đứng thứ 10 trên 63 trên cả nước. Với diện tích 823 km2, Bắc Ninh là tỉnh nhỏ nhất cả nước. Tỉnh nằm ở cửa ngõ phía Bắc của thủ đô Hà Nội trong tam giác tăng trưởng kinh tế Hà Nội, Hải Phòng, Quảng Ninh nên có nhiều thuận lợi để phát triển kinh tế công nghiệp. Theo quy hoạch tỉnh Bắc Ninh thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050 đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt, phấn đấu trước năm 2030, tỉnh Bắc Ninh có 4 thành phố: Bắc Ninh, Từ Sơn, Tiên Du, Yên Phong, 2 thị xã là Quế Võ, Thuận Thành, 2 huyện Lương Tài, Gia Bình. Tỉnh Bắc Ninh đạt tiêu chí đô thị loại 1 và trở thành thành phố trực thuộc Trung ương. Ngoài ra, tỉnh nhỏ nhất cả nước này sẽ là trung tâm kinh tế văn hóa năng động của khu vực phía Bắc, một trong những cực phát triển của vùng đồng bằng sông Hồng, kết nối chặt chẽ với thủ đô Hà Nội, có hệ thống kết cấu hạ tầng kinh tế, xã hội phát triển đồng bộ hiện đại, tốc độ tăng trưởng GDP bình quân từ 8 đến 9% trên năm, GDP bình quân đầu người đạt khoảng 346,6 triệu đồng. Những thông tin vừa rồi đã khép lại chương trình trên kênh YouTube của Đài Phát Thanh và Truyền hình Hưng Yên. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại!